Thôi, tôi sẽ ghi nhớ mãi một người bạn thân.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhân dịp lễ kỷ niệm tri ân và tinh thần của nhà trường Hồng Nhung Chợ Gạo tổ chức, tôi giáo viên chủ nhiệm lớp 12K10 xin đại diện cho nhà trường có lời biểu. Trước tiên thì tôi xin cảm ơn tất cả quý phụ huynh đã dành chút thời gian quý báu của mình đến dự buổi lễ hôm nay để làm cho buổi lễ được quan trọng hơn. Tôi cũng xin cảm ơn phụ huynh của em Đỗ Anh Ngọc đã tặng nước muối cho các em và toàn thể lớp. Cảm ơn phụ huynh của em Văn Hương đã tặng cho lớp mình một con heo quay. Tôi xin chúc tất cả quý phụ huynh có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thành công cuộc sống và công việc. Chúc tất cả các em học sinh lớp 12K10 có đầy đủ sức khỏe, đầy đủ kiến thức và có một vài mẫu ước mơ lớn có thể vượt qua những kỳ thi tiếp theo của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Chúc các em sẽ đạt được những thành công tốt nhất, những thành công tốt nhất trên con đường học mà mình đã chọn. Con yêu mẹ, tình yêu là con đã trong tim con. Con xin cảm ơn cuộc
Thank you.
Phải luôn làm chủ những nỗi lo không đầu không cuối. Lo từ ngày đầu tiên đến tận giây phút cuối đời, mẹ có thể mang đến cho con cả thế gian. Rồi khi tuổi già, mẹ lại lặng lẽ trầm ngâm cho những lãng đãng mơ hồ về thế giới xung quanh. Không ai bắt buộc mẹ phải làm thế trong gần ấy năm cuộc đời mình. Chỉ là mẹ đã lựa chọn hy sinh vì con, để vì cả gia đình. Cho nên nếu hôm nay bạn vẫn còn có cha có mẹ để yêu thương, đó là một niềm may phúc. Hãy trân trọng từng giây phút ấy như là phút cuối cùng, vì thời gian sẽ mang đi tất cả. Chúng ta chỉ có hiện tại, ngay bây giờ mà thôi. Con. Thank you.
đại diện tập thể lớp 12 cho 10, đại diện cho 35 bạn cả là tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến thầy cô. Cảm ơn thầy cô đã tận tâm hết mình với chúng con. Cảm ơn cô đã cho chúng con những năm tháng tuyệt vời. Cảm ơn thầy cho chúng con những kỷ niệm vui buồn những khoảnh khắc đẹp nhất của thời học sinh. Có lẽ những bài giảng hơn là không bao giờ hết, cũng như là tình thương của thầy cô dành cho chúng con không phai qua thời gian. 3 năm đã trôi qua, thầy cô luôn hiểu giá trọng hạnh phúc chúng con trên con đường tìm kiếm kiến thức với bao vất vả. Đặc biệt, chúng con xin gửi lại cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy chủ nhiệm của lớp, thầy Nguyễn Kim Lâm, một người thầy cũng là một người cha với thầy cô tập thể lớp chúng con. Chúc 3 năm qua thầy đã hết lòng tận tụy dạy dỗ chúng con. Thời gian có thể trôi qua, nhưng những ký ức đẹp nhất về thời học sinh chưa hết được trong học không thể giáo của chúng con không thể thay nhỏ. Những ngày nào, ví dụ như anh và con người trong học võ không thể gạo, mọi thứ đều rất lạ lắm. Nghe buổi đầu tiên nhận lớp, người đầu tiên mà chúng con nhìn thấy là thầy, cảm giác là lạ nhưng sau đó là sự gần gũi đến lạ thường. Rồi thời gian trôi qua, thời gian của thầy và chúng con đến gần nhau hơn. Kỷ niệm trong 3 năm của chúng con với thầy còn là những lần vào nhà thầy chơi, tổ chức những buổi tiệc hay những chuyến đi hướng nghiệp vào năm ngoái. Chúng con cũng gửi lời cảm ơn đến thầy khi trở lớp. Chúng con cũng gửi lời xin lỗi đến thầy khi trở lớp không thể cùng nhau đi hướng nghiệp trong năm cuối học cùng buổi năm học này. Và chúng con cũng đã từng dừng chân ghé lại dừng quê cây lại gặp được thăm những sầu riêng được cùng nhau vui chơi ở cùng quê thầy. Và dĩ nhiên một lần nữa chúng con nhìn thầy vào những năm sau khi cả lớp học một hợp và dắt nhau về cùng quê cây lại thấy trong những lần ấy chúng con càng cảm nhận tình cảm giữa thầy và trò nhiều hơn. Chúng con xin gửi lời cảm ơn đến cô và chị em chân thành nhé. Cô đã tạo điều kiện cho chúng con vui chơi những lần tham gia những buổi tiệc ở mái trường trung học phổ thông Chợ Gạo. 3 năm qua không ít lần chúng con làm thầy buồn. Trong những lần ấy chúng con rất muốn được trở đến thầy lời xin lỗi nhưng không biết cách nào. Hôm nay thay mặt tập thể lớp con xin gửi lời xin lỗi đến thầy, không thể bỏ qua những lỗi lầm và những sai sót của chúng con. Chúng con cũng hiểu được những lời trách móc của thầy là muốn tốt cho chúng con mà thôi. Thời gian trôi qua học nhanh thầy ơi, mấy ngày đã bắt đầu học lớp, ấn tượng của chúng con về thầy phải thật khác so với bây giờ. Thầy của ngày hôm nay của ngày ấy làm cho chúng con luôn sợ về thầy khác nghiêm khắc, còn bây giờ thầy nghiêm khắc vẫn còn, nhưng chúng con chẳng được người con hào về thần của ngày dạy lớp lớn qua từng năm. Thầy bây giờ thường xuyên nói chuyện với chúng con phải biết thầy rất cố gắng để gần gũi với lớp, thầy cũng thường hay đùa hay để chuyện vui trong những lần chỉ xa xôi trong những học qua. Thầy ơi, nhiều lúc chúng con muốn lại gặp thầy để tâm sự, để trải lòng hay chỉ để sang bạn những bài học mệt mỏi, và chúng con cũng biết thầy cũng muốn tìm đến cách để chúng con lại gần hơn, nhưng dường như có gì đó khác ngày một. Nhưng trong ngày hôm nay, ngày lễ tri ân và cũng thành, con hy vọng mọi khoảnh khắc đó sẽ không còn nữa, thay vào đó là những cái ấm ấm chân thành nhất. Tạm kết, thầy ơi, dù có bao nhiêu, nó bao nhiêu đi nữa, chúng con cũng không thể kể hết những điều mà tốt đẹp mà thầy cô đã dành cho chúng con, cũng như những lời cảm ơn chân thành ấy mà chúng con gửi đến thầy. Xin chúc thầy luôn đầy đủ sức khỏe, luôn thành công trong sự nghiệp dạy dạy của mình. Chúng con ra mùa niên văn 2013-2016 sẽ mãi nhớ về thầy. Hẹn thầy một dịp gặp nhau. Cảm ơn thầy, cảm ơn 35.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa? Bye bye. Bye.